Đó, vào đây mua đồ cho nó mặc nè. Đó, công nương, công tước gì đó đó. Nhìn ngầu không? Trời ơi, có áo dài Việt Nam nữa nè. Ủa này sườn xám. Quá trời trang phục luôn nè các bạn. Ngon lành, ngon lành. Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái game. Đó là game Thiên Long Bát Bộ 3D Mobi. Đó, Thiên Long Bát Bộ. Thì mình sẽ giới thiệu với các bạn là cái game này là cũng Việt hóa nha, phi rất là nhiều, nhưng mà các bạn cần phải chú ý cho mình là cách nhận code để lên VIP nha. Còn vàng kim nguyên bảo rồi thì nó cho cũng rất là nhiều. Phải gọi là kim nguyên bảo xài không hết luôn đó, với điều kiện chúng ta đừng có xài. Bây giờ mình hướng dẫn các bạn đăng ký game nha. Đó, ở đây nó có hai chế độ nè, bạn đừng có sử dụng Facebook chứ do mệt. Facebook hình như bấm cũng không được, mà bấm được cũng đừng sử dụng đó. Đây là chơi ngay nè, bấm vô là chơi nhân vật chơi liền nè. Còn đây là đăng ký đăng nhập nè. Đó, ở đây có đăng ký nè. Đó, ví dụ như là cả nhà nữa ha. Rồi mật khẩu ha. Nhập lại mật khẩu ha. Rồi để email ha. Xong rồi bấm đăng ký. Đó, vậy là ok ha. Đây có rất là nhiều môn phái nè. Đó, đường môn. Đó. Đó, Thiên Sơn. Thiếu Lâm. Trời ơi, to cao kìa. Tiêu Dao. Đó. Nhỏ con quá. Đây, anh cái bàn. Ồ, cái bàn. Ồ, cây đẹp không? Đằng Nga My. Đó, chị ta xài quạt. Nga My xài kiếm, người ta gì kỳ ta. Đây, phái mới. Đại lý. Đòn thị. Đó. Ờ, bây giờ mình xài Thiên Sơn đi. Thiên Sơn cho đam nó cao, đặng hướng dẫn các bạn cho nó nhanh. Vừa vô là làm nhiệm vụ đầu game ha. Đó, tại sao mình chọn con này để hướng dẫn các bạn, vì đam nó cao. Đó, tát một phát ừ hết máu nhỏ luôn. Dụ mấy nhóc bu lại làm cho lẹ nè, phát một thấy không. Đó, con già này. Đó. Rồi nhảy qua đây coi hang già nó lộn. Vài ngày sau vô game. Vô game các bạn đừng có nhập code liền nha. Chúng ta chạy nhiệm vụ, theo mình là nên chạy nhiệm vụ lên cấp cấp cao cao đi, như ví dụ như cấp 25 đi, để ăn code cho nó tốt hơn. Nhưng mà theo mình thì các bạn nhập cái mã code đó, đó là nhập cách nhau khoảng chừng tối thiểu là 5 phút đi,
để không bị mất cái code. Tại vì mình làm cũng nhiều lần rồi, có nhiều bạn hướng dẫn là cách 10 giây, 20 giây, 30 giây, nhưng mà đa số nhiều lần là nó bị mất code, nên mình xin nói với các bạn là đừng nên xài như vậy, sẽ bị mất mã code uổng lắm. Thì cái mã code mình để ở dưới nha, ở dưới cái phần miêu tả của video nè, bạn bấm treo để cho nó tự đánh nha. Còn nhiệm vụ thì các bạn phải chạy đó. Để mình hướng dẫn các bạn cách kiếm kim nguyên bảo khóa này nha. Đây, mở ra. Đây có sự kiện nè. Đó. À đây nè, vậy là đây có sự kiện nè, bấm nhận nè ha. Đó. Được 20 mấy đồng nè, 2 triệu mấy nè, 2 triệu mấy kim nguyên bảo gì nè. Đó, bấm đồng ý nhận. Nhưng mà nhận bù này là không có nhận được nha, nhận bù này là trừ khi là có VIP nha. Chúc các bạn ăn được cái mã code thì nó sẽ lên VIP cho các bạn. Đó. Đó, cứ ăn đi tới ngày mấy thì nó sẽ cho các bạn là hôm nay hình như là mình làm clip là ngày 10 đó. Một hai hai ba bốn năm sáu bảy tám chín 10 đó, chúng ta nhận tới ngày 10 ha, mỗi ngày chúng ta đi đều vô đây nhận ha, nhận cái này cho vui đi đó. Giờ chúng ta vào shop nè. Shop đâu rồi? Đây cửa hàng. Đó, tiền mênh mông ha. Chúng ta mua cho mình một con ngựa chạy ha. Đó, dùng. Rồi ok, bây giờ chúng ta đi chạy nhiệm vụ ha. Các bạn chạy cho mình tới level 25 nha. Đây, bây giờ level mình 20 rồi nè các bạn. Đó. Thì hồi nãy giờ là mình lướt qua để lên level 20 cho 25 chứ, level 25. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là nhận coi nhận cái mã code nha. Đó, ở đây là ghi rõ cho các bạn luôn nè. Đây là chúng ta muốn nhập ấy là phải có cái ID này nè, đó, ID nhân vật nè. Đó. Cái ID này thì các bạn nhập ở đây, còn cái tên nhân vật thì ở đây, còn cái server thì ở đây. Đây lấy cái ID thì các bạn bấm vào cái nhân vật ha. Xong rồi bấm vào đây. Đây cái ID nè, đó. Thường thường thì mấy số đầu giống nhau, chỉ có khác nhau là ba số cuối thôi. Đó. Rồi chúng ta quay lại cái phần nhập mã code nha. Đó. Của mình là E08, đó E 0 8. Tên nhân vật là hồi nãy đặt gì quên luôn rồi. Yêu là coi lại coi. À, tên nhân vật là Vui Vui. Đó. Rồi không có viết qua. Vui Vui thôi. Rồi server cũng Thiên Ma. Để làm mã code này ha. Tất cả là có ba cái mã code mình sẽ để ở dưới cái phần miêu tả của game nha. Bây giờ nhập vào. Đó, nó báo là thành công. Nhập nó báo cái bảng là nhập code thành công. Gì hãy nhận thư trong game. Đó, vậy là ok nha. Bây giờ chúng ta vào game nè. Đây, giờ chúng ta vào game nè. Các bạn nhớ một điều là các bạn nhận được cái code này rồi, cái mã code này rồi thì các bạn phải hót ra, hót cái game này ra khoảng chừng cho tới 1 hoặc 5 phút đi, các bạn vào các bạn nhập tiếp cái code kia rồi các bạn mới ăn được nha. Chứ nhập liên tục hoặc là để cái nick như vậy các bạn nhập thì nó cũng không có cho chúng ta được nhận cái mã code đâu. Đây. Bây giờ chúng ta nhận nè ha. Không có nhận trong hư đâu, bấm vào chữ nạp nè. Các bạn nhớ là một cái mã code là chúng ta chỉ được nhận một lần thôi nha. Nhập sai là không được nhập lại đâu đó nha.
Đó, bấm vào nhận lại. Đó, ok rồi nè, thấy không? Đó. Bây giờ đâu rồi, nó đã lên được VIP 8 mà qua hư lẫn nhận quà nè, đó. Tiếp tục y chang như cái nãy nha. Nhưng mà các bạn nhớ là không được nhập sai cái ID hay là cái này nọ nha. Và hot ra 30 giây tới 5 phút các bạn vào lại. Không là mất mã code là các bạn tạo nhân vật lại là từ đầu đó. Mỗi cái ID, mỗi cái tài khoản chỉ được nhận cái mã code duy nhất một lần. Chúng ta có 3 cái ở dưới cái phần miêu tả của game. Hết. Đó. Đây, chúng ta mới nạp nè, đó 1000. Tổng cộng là chúng ta có ăn được tới VIP 14 hoặc 15 gì đó. Hình như 14. Đó. Ăn full 3 cái là sẽ 14 nha. Còn vàng thì hồi nãy mình đã hướng dẫn các bạn nhận rồi. Hồi nãy mình mới mua cái viên này nè. Cái chỗ bán chạy này là nhiều khi các bạn mua không được đâu nha. Nó bắt chúng ta là xài cái vàng không khóa nè. Còn cái này hồi nãy mình mua cái này nè. Đây, viên ngoại công. Tại mình là đánh heo hướng ngoại. Đó, cho cái lực chiến nó lên cao cao. Đó, các bạn tự vào khám phá nha. Đây, bây giờ mình đâu rồi, cái hũ cưỡi mua. Ở cấp VIP hiện tại không đủ để mua, để ăn hai cái kia luôn cái. Đó, vào đây nhận đền bù lại này ha. Lên VIP rồi. Ủa, cấp VIP cũng không đủ. Đó, nhận được rồi nè. Đó, ok rồi đó. VIP 2 nhận luôn nè. Đó, VIP 3. Đó. Này VIP mấy vậy? Này VIP 11 luôn hả? Đậu xanh gâu mú. Cái này VIP 3. Đó. Cái này VIP 11. Này đâu nhận được đâu. Thấy không? Nhớ là các bạn nhớ là mình hướng dẫn sao các bạn làm cái gì nha. Sai là mình không chịu trách nhiệm đâu đó. Để có thời trang nè các bạn. Đó, vào đây mua đồ cho nó mặc nè. Đó, công nương, công tước gì đó đó. Nhìn ngầu ghê không? Trời ơi, có áo dài Việt Nam nữa nè. Ủa, này sườn xám. Quá trời trang phục luôn nè các bạn. Ngon lành, ngon lành. Ây da, chọn một bộ nào đi ta. Khó chọn quá, không lẽ mua hết ta. Xét hủ đầu, này là xét hủ đầu mưng mũ cho mặt cái đây gì đẹp đây. Nào đây, khó chọn quá. Ý, cái trang phục. Ôi, bạn này, ôi xấu quá. Mặt sườn xám đánh thì sao ta. Nhìn nó yểu điệu quá. Cái bộ này thì nhìn nó manh động quá. Có con chồn nữa nè, cái ghê quá. Cái này cũng được. Cái này thì tiểu hư quá. Này đi, mua vĩnh viễn đi. Dùng, đó. Có thể nhuộm màu hay gì nữa hả? Đó, đó, nè, 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 đó. Ok, ok, ok. Thôi, video tới đây thôi. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Nhớ like và share video này cho mình nha. Nhớ comment cho mình biết ý kiến cũng như là cái game mà các bạn muốn chơi nha. Và đừng quên đăng ký cái game nha. Nhấn vào cái biểu tượng quả chuông để nhận thông báo về game mới nhất nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube. Hoặc là không cần YouTube cũng được nữa, các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó. Bấm vào đây.
Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha, hoặc là cái internet gì của mình cũng được. Đó, bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần tiếp quảng cáo bên này, đó là cái phần download tiếp theo, là đó là download của game. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.